Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ nhà báo Phạm Đăng Trang bị kết án, Bộ Ngoại giao Mỹ và quốc tế phản đối. Cơ quan ngoại giao và các nước và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, nhân quyền đồng loạt lên tiếng phản đối bản án 9 năm tù giam mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án đối với nhà báo Phạm Đăng Trang. Chỉ vài giờ sau phiên xét xử vào ngày 14 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam trả lại tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Đây là hình ảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 12 lên án việc kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đăng Trang. Hoa Kỳ lên án việc buộc tội và kết án 9 năm tù đối với nhà báo và tác giả Phạm Đăng Trang, người chỉ đơn thuần bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Tuyên bố có đoạn viết, ông Nice Prince, phát ngôn nhân của cơ quan này cũng nhắc đến quan điểm gần đây của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về việc giam giữ tùy tiện, cho thấy việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và trái với các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam. Đại sứ quán Canada tại Hà Nội cũng ra tuyên bố trên trang Facebook chính thức về vụ việc, cho biết nước này vô cùng quan tâm đến việc tuyên án đối với bà Phạm Đăng Trang. Đồng thời, cơ quan ngoại giao Canada cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc trả thù. Đồng thời, chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát diện rộng đối với các phương tiện truyền thông và tự do ngôn luận. Bà Amanda, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển phụ trách khu vực châu Á của Bộ Ngoại giao Anh, nói trong một thông cáo vào ngày 15 tháng 12 như sau. Việc nhà báo Việt Nam Phạm Đăng Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng lo đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, gửi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Vương quốc Anh cùng các thành viên của cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan niệm, quan ngại trước các cách mà Phạm Đăng Trang bị đối xử kể từ khi bà bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và đưa ra quan điểm của mình với chính phủ Việt Nam, thông báo cho biết. Bản án này đã gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận, thông cáo viết. Đại sứ Petra Zichmund, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức, viết trên trang tweet hôm 14 tháng 12, cũng bày tỏ sự bàng hoàng với bản án 9 năm đối với cựu học giả của chương trình Villa Altura Los Angeles, nhà báo Phạm Đăng Trang. Bà nói, bản án này phát đi tín hiệu đáng báo động về quyền tự do ngôn luận. Việt Nam cần đề cao các quyền cơ bản của con người như được đảm bảo trong hiến pháp và các cam kết quốc tế, bà viết. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Canada viết rằng họ vô cùng quan ngại trước tuyên án của bà Phạm Đăng Trang. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc vào hôm 15 tháng 12 cũng viết trên trang tweet rằng đại diện ngoại giao của nước này không được tham dự phiên tòa xét xử Phạm Đăng Trang. Nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc, đã không được phép tham dự phiên tòa xét xử Phạm Đăng Trang với tư cách là quan sát viên. Chúng tôi yêu cầu Việt Nam không gì khác ngoài việc tôn trọng hiến pháp của mình và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia và việc trả tự do cho bà Phạm Đăng Trang. Phản ứng của người Việt Nam, nhà hoạt động nhân quyền Hoa Nguyễn ở Sydney, Úc, đồng thời là một người bạn của bà Trang, đã nêu nhận định của mình với Đại diện Hoa Kỳ về bản án dành cho bà Trang như sau. Tôi không ngạc nhiên. Bà Hoa, người theo dõi các phiên xét xử và của các nhà tranh đấu ở Việt Nam từ năm 2018 cho đến nay cho biết, tôi và những người liên quan đến Phạm Đăng Trang không buồn, không trông đợi, không sốc gì cả. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết trang Facebook của mình về cái tội của Đăng Trang là đi trước thời đại, vượt lên những suy nghĩ của người cầm quyền. Đó cũng là cái giá phải trả của người trí thức trong một môi trường lạc hậu và giáo điều. Đây là hình ảnh bà Phạm Đăng Trang trong phiên tòa vào hôm 14 tháng 12 tại Hà Nội. Hết ngày này sang ngày nọ, đa số công chúng được gieo vào những niềm tin rằng nói khác với quan điểm của Đảng và Nhà nước là phản động, mà phản động là đồng nghĩa với tù đầy thì theo thời gian nó sẽ trở thành một chuẩn mực. Chuẩn mực là không được nói khác với nhà nước. Chuẩn mực là phải im lặng. Theo đó, những ai nói khác hay lên tiếng trước những bất công xã hội thì xem như là phản động, là tội phạm
giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã viết như vậy. Cựu nhà báo Trương Huy San, tác giả của cuốn Bên thắng cuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì nêu nhận định của mình trên trang Facebook như sau: Nếu chúng ta đang sống trong một xã hội có sự tự do, có phẩm giá, có công lý, có dân chủ, thì những người như Đoan Trang sẽ có một vị trí đáng ngưỡng mộ trong xã hội. Cũng như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã thông loan tin, vào ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bà Phạm Đoan Trang, tên đầy đủ là Phạm Thị Đoan Trang, 43 tuổi, 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1, điều 88 Bộ Luật Hình sự vào năm 1999. Các tổ chức nhân quyền lên tiếng, tổ chức ân xá quốc tế cũng ra tuyên bố gọi bản án 9 năm tù mà Tòa án Hà Nội đưa ra cho nhà báo Phạm Đoan Trang là khủng khiếp ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Trong tuyên bố của tổ chức này, bà Minh Yu Hak, phó giám đốc khu vực còn nói thêm rằng việc chính quyền Việt Nam kết án Phạm Đoan Trang, một nhà báo và là người bảo vệ nhân quyền là không thể chấp nhận được. Bà Trang đã đấu tranh nhiều năm trời cho một nước Việt Nam công lý, tương thân, tương ái và tôn trọng quyền con người. Những việc ấy cần được tuyên dương và bảo vệ, chứ không phải là hình sự hóa hay trừng phạt. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải tự do báo chí vào năm 2019 do tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng. Bà này còn cho rằng sự đối xử của chính quyền Việt Nam đối với nhà báo Phạm Đoan Trang trong những năm qua bao gồm sách nhiễu, giám sát, đe dọa, tra tấn và khởi tố đã thể hiện bản chất tàn bạo của chế độ. Văn Vũ Quốc tế, một tổ chức có tiếng nói trên thế giới về bảo vệ quyền tự do tư tưởng và biểu đạt của các nhà báo và tác giả, có thông cáo, báo chí, gọi phiên tòa và bản án mà chính quyền Việt Nam đưa ra là hành động trả thù nhằm biệt miệng Phạm Đoan Trang và trừng phạt những gì cô ấy đã làm. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, ông Philip Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, thì gọi Phạm Đoan Trang là một nhà cải cách dấn thân, và cho rằng sự cầm tù đối với bà Trang là minh chứng cho thấy sự sai trái ở nơi nhà cầm quyền Việt Nam. Trưởng văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF, ông Daniel Bastan thì nói, những lập luận què quặt mà Tòa án Hà Nội đưa ra làm căn cứ để ra bản án 9 năm không thể lừa được ai. Đây là loại công lý chính trị theo lệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền với mục tiêu duy nhất là trừng trị một nhà báo chỉ mong muốn đưa thông tin đến cho đồng bào của mình. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định không thể chấp nhận được như thế đối với bà Phạm Đoan Trang. Bản án 9 năm mà Tòa án Hà Nội tuyên cho nhà báo độc lập này được đưa ra sau 434 ngày giam giữ tùy tiện, mục đích nhằm bịt miệng một nhà đấu tranh hàng đầu cho nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là hình ảnh bất chấp sự đàn áp của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Phạm Đoan Trang cùng nhà xuất bản Tự Do đã cho ra đời hàng loạt đầu sách có nội dung cổ suý cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Chỉ số tự do báo chí vào năm 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam thứ 175 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Trịnh Hữu Long, người đại diện của nhà báo Phạm Đoan Trang, cũng bày tỏ quan điểm trước phản ứng của cộng đồng quốc tế. Ông nói, tôi nghĩ rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế không chỉ là với chính quyền Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng có thể là thông điệp quan trọng hơn mà họ muốn gửi đến là đến những nhà hoạt động, những người đang lên tiếng đấu tranh ở Việt Nam, rằng họ không cô đơn trong cái cuộc đấu tranh này. Và thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng nó là một cái điều gửi đến cho công chúng Việt Nam, nói chung rằng những hành động của những nhà đấu tranh đó, những nhà báo đó là hoàn toàn không có gì sai trái về mặt pháp lý và đáng được ủng hộ về mặt giá trị tiến bộ. Nhà báo Phạm Đoan Trang được biết đến rộng rãi bởi các tổ chức quốc tế thông qua những công việc và giải thưởng bà nhận được trong những năm vừa qua. Bà nhận được giải thưởng nhân quyền Homo Homini từ tổ chức PewPro vào hồi năm 2018, sau đó được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF ở Pháp trao tặng giải tự do báo chí năm 2019. Vào năm 2020, bà được Tổ chức Hiệp hội Xuất bản Quốc tế trao giải Fritz Fontana cho hoạt động xuất bản sách cùng với nhà xuất bản Tự Do. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam duy trì nhà nước xã hội chủ nghĩa đến năm 2030.
nhưng nói nhiều hơn đến các giá trị phổ quát. Cuối năm 2021, đúng vào dịp 30 năm Liên Xô giải tán, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo quan trọng về chính trị cho tương lai của đất nước này. Có tên là Hội nghị bàn về vấn đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các lãnh đạo Việt Nam nói đến nhu cầu dân chủ, pháp luật và chất lượng của bộ máy công quyền. Hội nghị tụ họp nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khai mạc chủ trì, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng một số ủy viên Bộ Chính trị và hơn 100 chuyên gia các nhà khoa học được giới thiệu là hàng đầu trong các lĩnh vực của nhà nước pháp luật ở Việt Nam. Các giá trị phổ quát và đặc thù được bàn bạc là những gì? Lần đầu tiên trong nhiều tháng, lãnh đạo Việt Nam đề cập trực tiếp đến các giá trị phổ quát của nhân loại như dân chủ, nhân quyền, tuy vẫn nhắc tới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khai mạc chủ trì hội nghị. Nội dung của hội nghị theo trang Đài Tiếng Nói Hoa Việt Nam VOV vào hôm 11 tháng 12 năm 2021 về đề án này nhấn mạnh đến 3 yếu tố quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền như sau. Thứ nhất là vấn đề dân chủ, được coi là linh hồn, sinh khí của nhà nước pháp quyền. Thứ hai là vấn đề pháp luật, cụ thể là câu chuyện thể chế phát triển. Thứ ba là chất lượng công chức trong bộ máy pháp quyền, gồm cả năng lực, đạo đức, phẩm chất, uy tín. Đáng chú ý hơn là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình chuyên chính vô sản, tức là khái niệm Leninist kiểu cũ, sang nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo ông, việc áp dụng tiêu chuẩn nhà nước pháp quyền của thế giới vào thực tiễn của Việt Nam vừa mang đầy đủ những giá trị phổ quát, chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền, vừa mang những nét đặc thù chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính gần đây cũng đã nói trực tiếp về vấn đề nhân quyền. Theo các báo của Việt Nam trích thuật lại hôm 6 tháng 12, ông Chính nói rằng nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, vân vân. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu với kiều bào Việt Nam tại Anh hôm 31 tháng 10 rằng ông sẵn sàng đối thoại với bất cứ người nào trên thế giới về nhân quyền. Cùng lúc, giới chỉ trích thường cho rằng nhà nước Việt Nam gần như không thay đổi vì thiếu ý chí chính trị, vì phản ứng bảo thủ trước các biến đổi mang tính thế hệ bởi con người, nhân sinh quan trên thế giới và nước ta hiện nay, và vì thế né tránh các giá trị phổ quát như nhân quyền. Mới đây, viết trên trang Asia Gent về vụ xử nữ nhà báo Phạm Đoan Trang được diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam. Cây bút Mỹ David Bolt cho rằng bộ máy Việt Nam theo mô hình Leninist không muốn nhượng bộ một ly trước các đòi hỏi của những nhà vận động nhân quyền. Một số nhà hoạt động như Phạm Đoan Trang được giải thưởng quốc tế về nhân quyền không được báo chí Việt Nam đăng tải rộng rãi, mà ngược lại họ còn tìm mọi cách đưa ra tòa xét xử và tăng án. Hiện cũng chưa rõ việc phải cân nhắc giữa giá trị phổ quát và đặc thù của một quốc gia sẽ diễn ra ở Việt Nam trong những ngày tháng tới ra sao. Và lưu luyến Liên Xô nhưng thực tế xã hội đã khác xưa. Bài học Liên Xô tuy thế vẫn rất quan trọng cho các lãnh đạo ở Việt Nam. Về cá nhân họ, các lãnh đạo ở Việt Nam vẫn bày tỏ sự kính trọng với Lenin và chủ thuyết của ông. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc khi sang thăm Nga gần đây đã tới thăm lăng Lenin ở Moscow, đặt vòng hoa trong trời mưa tuyết. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt tới lăng Lenin ở Moscow, đặt vòng hoa. Nhưng thực tế về kinh tế, các tuyến giao thông chủ chốt của Việt Nam là với khu vực châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ, chứ không còn nhiều với Nga. Giữa năm 2021, các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá sự kiện Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991 là do hệ thống cứng nhắc xa dần. Rằng đối với các mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu và Trung Âu, việc chọn mục tiêu chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, nhưng con đường thực hiện lại sai lầm. Do buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lơi là cảnh giác cách mạng, quan liêu, xa rời nhân dân, bảo thủ, thiếu phát triển sáng tạo, nhận thức lý luận trong điều kiện thực tế đã thay đổi, mà vẫn dẫn tới đổ bể, cho dù đã có những thành tựu to lớn chưa từng có trong lịch sử loài người. Đó là nội dung được một nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam được báo Lao Động trích thuật. Cách nhìn định mệnh này về chủ nghĩa xã hội không giải thích được vì sao các nước Đông Âu nay đều sung túc
và tự do hơn xưa sau khi bỏ mô hình Liên Xô. Công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam thường bị một phần dư luận cho làm việc là vô nghĩa, xa rời thực tế, thậm chí lầm cầm, hoài cổ. Nhưng trên thực tế, rất nhiều vướng mắc của kinh tế, xã hội và nhất là giáo dục tại Việt Nam bị cho là lỗi hệ thống, tức là cơ chế quyền lực cũ và tư duy sai gây cản trở. Mặt khác, ham muốn vừa hưởng lợi từ quan hệ với tư bản, vừa duy trì quyền lực cộng sản có thể đưa Việt Nam ở chỗ, nhận lãnh các nhược điểm của cả hai thể chế. Đại dịch Covid cũng làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân Việt Nam. Trên mạng xã hội có một đánh giá rằng hàng chục nghìn người chết trong dịch không hề do dịch, do bị bọn phản động, tổ chức khủng bố nào tấn công, mà một phần vì các chính sách sai của bộ máy cầm quyền hiện nay tại Hà Nội. Đây là hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong tại đại dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và dù không được bàn luận công khai, một bộ phận trí thức Việt Nam vẫn ưu tư về con đường cho đất nước, về mô hình thể chế, mong muốn các thay đổi phù hợp cho quốc gia. Thực tế Việt Nam giữa hai hướng ý thức hệ. Về bài viết 65% dân Mỹ thích chủ nghĩa tư bản, còn người Việt Nam thì sao? Đăng ngày 15 tháng 5 đã nhận được trên 300 lời bình luận trên trang Facebook. Các ý kiến thể hiện nhiều cách nhìn khác nhau về chủ đề này và một số đông không tin rằng mô hình ở Việt Nam thực sự là xã hội chủ nghĩa, mà là tư bản đỏ đem lại đặc quyền cho một tầng lớp. Việc con em quan chức đi du học ở các nước G7 được một số bạn cho rằng bằng chứng của hiện tượng ý thức hệ tư bản đỏ này. Cũng xin điểm ra những lời bình luận nổi bật. Đầu tiên là về sự so sánh hai chủ thuyết, điều mà một số bạn cho là thực tế ở Việt Nam hiện nay như sau. Bạn Văn Nghiêm để cho hỏi rằng, khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là bao nhiêu hưởng bấy nhiêu với chia đều của cải, hay đa nguyên với độc tài vậy? Chủ nghĩa xã hội kiểu Tây Phương còn tốt chán so với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bạn Hiếu thì cho rằng, hỏi câu này ở Việt Nam thì nói thì sợ, nói không thích thì dối lòng. Cứ nhìn vào đàn con cháu, các cụ đang học tập ở đâu là biết. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cùng vợ và con đang học du học ở nước ngoài đã mục hộ chiếu vàng đảo ship với giá 2,5 triệu đô la mỗi xuất. Ông Quang Minh thì nói rằng, Việt Nam từ sau cải cách năm 1986 đã theo chủ nghĩa tư bản, còn cái chủ nghĩa xã hội chỉ là cái bình phong để Đảng Cộng sản duy trì quyền lực. Nhưng đó là chủ nghĩa tư bản nửa vời, quái thai, khi mà những ngành then chốt như điện, nước, dầu khí vẫn nằm trong tay nhà nước. Bởi vậy, nhờ các tập đoàn nhà nước mà dân Việt Nam gánh nợ công đầm đìa, giá xăng điện thì trên trời. Chủ nghĩa tư bản phải đi đôi với đa đảng và tam quyền phân lập mới phát huy hết tiềm năng. Chứ còn như ở Việt Nam thì chỉ có lũ tư bản đỏ mới giàu có trong thể chế độc đảng. Bạn Trần Xuân thì cho rằng, chủ nghĩa tư bản anh nông dân nuôi bò sữa, chăm lo cho bò để tạo ra nhiều sữa, từ đó thu lợi. Chủ nghĩa cộng sản anh nông dân nuôi bò hợp tác xã để cày ruộng, bò béo hay gầy mặc kệ, miễn sao không chết là được. Một bạn khác thì nói rằng Việt Nam thì trừ ra 4 triệu dân thì còn lại là muốn theo tư bản. Bạn Hồ Kim Mao thì nói rằng Việt Nam còn mỗi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cộng sản thôi, còn lại là tư bản đỏ hết. Nếu mà ông cán bộ cộng sản chính hiệu thì lấy đâu ra nhà đất, tiền lập công ty, hợp tác xã, lấy đâu ra tiền cho con cháu du học bên trời Tây. Bạn Diệp Thảo thì nói rằng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một thể chế quái thai, xuống hố chậm hơn nhưng bị dày vò lâu hơn, nhiều mảnh đời sống như địa ngục trần gian. Bảo Trâm thì nói, tư bản hay chủ nghĩa xã hội cũng như nhau, cứ minh bạch là dân tin hết, còn ở Việt Nam minh bạch thì cộng sản vào tổ hết. Quan chức gọi là hở ra là tham nhũng, corona vừa rồi là một ví dụ, mệnh lệnh từ Tổng Bí thư cũng thế. Chuyện hộ nghèo ở Việt Nam mới buồn cười, đúng là nhà nước của quan, do quan và vì quan. Bạn Camera thì nói rằng, thể chế kinh tế tư bản, chính trị, xã hội chủ nghĩa đa đảng sẽ đem đến thịnh vượng, nhân quyền, ít tham nhũng và ổn định xã hội hơn khi đất nước có khủng hoảng.